giáo. Cô này cứ như thầy giáo chứ bộ thầy chùa hả? Thầy chùa mới cử chứ, thầy giáo cử gì? Thầy qua mới được cử động quá. 40 mấy là giáo viên mà còn là nữ chứng minh nha. 30 rồi. Không có gì đó. Cái muốn cả đi mà không. Muốn cái này. Trong mơ ơi giấc mơ sao tuyệt vời, mừng đôi uyên ương đang bước trên con đường mới. Từ nay trong tim đã có nhau, trong đời buồn vui chia nhau, tình yêu còn mãi niềm tin bên nhau. Dẫu tát biên đông cùng cạn, hòa chung câu ca say đắm giai điệu hạnh phúc. Chào cô dâu xinh bên chú rể anh tài, cùng nhau chung vai đẹp say ngày mai. Chúc mừng hạnh phúc đôi tân lang tân gia nhân tuyệt vời. Chúc mừng hạnh phúc mong lứa đôi sống bên nhau dài lâu. Chúc mừng hạnh phúc như đôi chim câu thấy chung suốt đời. Chúc mừng hạnh phúc dài lâu. Chúc mừng hạnh phúc
sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Dừng bước thiêu du, ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những buồn, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Rồi em. Bây giờ nó có nè, do thằng Bình với ông An bắt đánh không? Thường đồn kia mới được. Cái này là làm một, làm thôi thống mà làm thứ hai. Mà thứ hai anh tụng hẹp tao chứ không phải chết nè. Bình ngoan. Anh dành đó. Tốt lắm mọi người. Ngoan bình. Mà cái đó là cái tốt nhất. Cái này là bạn trai trung thủy, dạng tình trọng. Thấm tình tổ quốc mới thấm tình ta. Là để con cái cố gắng và làm cho hoàn thành. Dạ, cái này con xin phép gì nè. Cái nồng cốt của đây là ông ba của con. Mày nhớ không? Ta mày phải thấy rồi. Em con và cũng thông cảm cho thằng con là cái đó là chú ba của con. Dạ. Con là thứ năm trong gia đình. Anh Lâm trong mà nhưng mà người lớn đã tham gia nhau. Vậy là chúng nữa là đúng là em phải chúng ta theo sau đi. Dạ dạ. Bác ơi. Bây giờ trời đất ơi. Ơi cho xin đỡ tá. Con cháu cũng có cô bác đến bữa nay vừa là không giúp nhau.
bây giờ trước là hai quốc gia, bây giờ đề nghị bây giờ mình á sau này đây là quốc cô bác có lợi ứng. Hôm nay là ngày vui của con cháu chúng ta, cô bác cũng là chứng kiến. Được phép là các thầy hôm nay chồng qua mọi chúng tôi vui. Vui luôn rồi bác ơi, con đây là quá vui luôn rồi. Bây giờ vậy bác con đại chúng con á. Bây giờ xin đại diện sáng cầm ly nhắm xíu thôi cho vui. Thank you.
rồi mời tất cả cùng ăn ly. Còn đứng quay bản luôn. Đây Ha ha ha!
hơn với tôi. Ok kìa kìa, một đôi bướm say lướt bay lướt bay trên trời. Rồi xong rồi, xong rồi, đi vào luôn. Yeah.